9 tháng rồi mà vẫn phải đi theo chồng như này. Chị bị mù nên là anh không an tâm hả hay sao? Dạ. Nhưng mà dắt chị đi như này ấy, lỡ có chuyện gì thì sao? Dạ thì em không biết nữa, thì tại hoàn cảnh em khó khăn vậy đó, thì em gán đưa vào rằng em lo cho mấy đứa nhỏ rồi chứ vợ cho em, vợ vâng. Em đó. Dạ. Thì chị có biết là bao nhiêu ngày nữa sẽ sinh không chị? Nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa? Mà chị đi như này có mệt không? Dạ mệt. Mệt lắm hả? Ồ. Chị nghe chửi em, mẹ kêu đừng có nói từ em nữa. Dạ. Gọi thời gian em còn một tí gì thành công. Em kêu mẹ gửi về cho em làm giấy tờ, mẹ kêu em. Tao gửi cho mày một lần này nữa, rồi tao không nói chuyện với mày nữa. Mày đừng có gọi tới tao nữa. Trời ơi, rất là tội nghiệp chị. Bà không quan tâm vợ em nữa, rồi bà kêu. Đừng có điện nữa, phiền phức lắm. Mày coi tao chết rồi đi. Dạ con xin mẹ Vân Âm, con tên Hiền, vợ con tên Linh, vợ con đang mang bầu, độ hộ cho mẹ con nó, mẹ chồng con Du đẻ ra rồi, mà mẹ nó với con nó mạnh khỏe, đừng có chuyện gì xảy ra, độ hộ cho nó. Mô Phật, Mô Phật. Nói là vợ con á là bầu giả độn vô cái áo gói vô chứ không phải là bầu. Vâng, thưa cô chú anh chị, thì đây chính là anh Hiền mà clip trước Thắng có chia sẻ rồi. Anh bị tàn tật cũng như là vợ của mình bị mù đấy, đang mang bầu tháng thứ 9. Anh Hiền ơi. Dạ. Em Thắng này. Dạ. Rồi, bán được nhiều chưa? Dạ, em bán được trăm tờ. Qua đây cho em trò chuyện xíu. Dạ. Em mình qua bên này cho mát đi. Dạ. Vâng, qua bên cầu bên kia cho mát đi. Dạ. Em thấy còn số nhiều quá em mới đi ra ra em bán. Anh nói với em là đi Sài Gòn bán mà sao? Dạ, về đây tính vậy đi Sài Gòn á mà trễ giờ á anh. Em tính đi Sài Gòn mà trễ hai chuyến xe anh, người xe buýt rồi không kịp giờ em bán. Dạ vâng. Dạ thế hôm nay sáng giờ là mình bán ở đâu? Dạ em bán dưới Ân Sương, dưới em mới đi đi bọc về em loại đi sáng em đi xe buýt chứ. Rồi cái tới Ân Sương cái em xuống xe rồi em bán cái gai về tới Hóc Môn cái em đón xe về đây em bán. Vâng. Dạ. Ủa hôm nay anh không đưa vợ đi nữa hả? Dạ nó mệt mới cho nó nghỉ. Chắc dạ. Là đi gần mới cho đi thôi hay sao? Dạ. Vâng. Rồi tại đi xa rồi sợ đi mệt mỏi anh, rồi em không dám cho nó đi. Dạ. Rồi em mới nói thôi ở nhà đi, rồi nghỉ ngơi đi thôi, anh đi mình nên được rồi. Vâng. Rồi em mới cho nó ở nhà. Dạ. Dạ. Thấy anh đi bộ như này thì bao giờ mới về tới nhà? Dạ em đi bán gai nào hết giờ em về. Dạ. Vâng. Rồi bây giờ là cũng gần 12 giờ trưa. Dạ. Rồi. Thì anh nhắm liệu chỗ này từ giờ tới chiều hết không? Dạ thì người ta giúp em thì bán gai người ta đi ngang á thì gặp người ta mua gai vậy đó anh. Dạ. Vâng. Ủa hôm qua anh lấy bao nhiêu tờ ta? Dạ em lấy 200 tờ mà bà nói tại người ta nghỉ đó. Rồi bán phụ tiếp bả đi chứ 40 tờ đi. Rồi em thấy vậy nói thôi cậy bán phụ tiếp bả rồi mốt rồi em bán lại 200 tờ lại. Dạ. Dạ. Thế bây giờ chỗ này còn khoảng 100 tờ không? Dạ 100 tờ đó anh. Vâng. Dạ. Cái clip trước dạ. Em cũng có nói rằng là em muốn xuống để thăm nhà của anh ấy. Dạ. Nơi anh sinh sống sẽ làm sao đó. Dạ. Dạ. Em cũng có gọi cho anh. Dạ. Thì anh nói rằng là anh cũng đang đi bán vòng ở dạ. Khu vực này đấy. Thế em dạ. Mới ghé luôn. Dạ. Vâng. Chứ bình thường là tầm khoảng 1-2 giờ trưa anh mới về tới ha. Dạ. Thì có 2 giờ là mấy người đi công nhân đi làm á anh. Đi ngang đường này nè, rồi cái bán gai rồi cái em tới đằng nẵng em nghỉ mệt xíu em ngồi đó em vô số ra gì nè em bán. Dạ. Vâng. Có bao giờ mà nó ế như này không? Dạ không anh, nhưng người ta tiếp mà em thấy gần trễ giờ á thì chưa tới 2-3 giờ á.
ta thương người ta mua tiếp em vậy đó. Dạ. Dạ. Vợ anh bữa nay còn buồn không? Dạ thì em khuyên nó, em nói thôi anh ảnh đầu với này kia đầu ăn ngủi em đầu với anh ăn ngủi em thì thôi bây giờ bớt buồn nó đi. Rồi thấy nó cũng đỡ đỡ rồi anh. Dạ. Dạ. Vâng. Chúng là cũng cố gắng khuyên chị vui vẻ lên, mình dạ. Sắp sanh rồi mà. Dạ. Dạ. Nhưng mà em thấy anh đi bán như này sao mà đủ tiền để cho vợ sinh nở đây? Dạ thì nhín nhúc rồi anh ơi. Dạ. Rồi anh nghĩ tới cái trường hợp là khi mà vợ sanh ấy, anh dạ. Phải vô chăm sóc đúng không? Dạ. Rồi các con ở nhà sẽ ra sao? Dạ thì em dẫn theo anh. Dẫn theo luôn? Dạ. Thì vậy tỷ vợ em đẻ nằm ở trong bệnh viện á. Vâng. Rồi đẻ rồi cái nó nằm ở đó thì em thì ẵm mấy đứa thằng nhỏ đó, thì thằng kia thì thằng lớn thì em chừng nó. Dạ. Thì hai vợ chồng không có phương tiện gì hả anh? Dạ. À, cứ đi bộ hoài vậy á? Dạ. Rồi. Nhưng anh thì anh có đi được xe đạp không? Dạ em không biết chạy xe đạp luôn anh. Dạ hả? Dạ. Ừ. Cái, nói là vợ con á là bầu giả độn vô cái áo gói vô. Chứ không phải là bầu. Dạ cái đó con không biết nữa. Rồi cái nói vậy đó. Rồi cái ảnh nói vậy thôi. Nói là mấy người ta hỏi thăm á, tính giúp cho mày, giúp cái cưng. Mà người ta nói chỗ mà khúc ngoài chợ ngoài đây, chợ trên nè, nói anh á là vợ cưng không phải bầu. Rồi nó nói vậy thôi, anh đi về đây, anh không có giúp cưng nữa. Rồi đi về luôn. Dạ con đi vừa đi ra rồi cái chưa tới rước nữa rồi hỏi thăm mà cái bà nào không biết nói là vợ nó là đưa tấm hình đó, hình con rồi rể đó với chụp đó rồi rể đó rồi đưa ra nó nói con nhỏ này á là không có bầu, nó chỉ độn áo gói đầu vô thôi chứ không ai bầu. Rồi á là rồi con mới bực mình con nói để anh chụp tấm hình của em lại, anh gửi qua cho ảnh cho anh tin, mà gửi qua rồi mà ổng không điện lại cho con thì con không biết nữa, không biết cái người nào ở ngoài chợ ngoái á, nó bà nào á rồi với mấy người nào á nói á là vợ em bị nói là bị mù thiệt mà không thấy đường thiệt, mà nó là cái bầu không có bầu mà cái này nó độn áo gói vô bầu giả. Vợ chồng của anh có xích mích hay là dạ, có mất lòng ai không? Dạ không. Rồi á, rồi cái tại vợ em á thì như là bà kia bà kỳ thôi lắm. Bà dở bụng vợ em lên gì nè. Rồi cái nó dở lên gì nè. Thì cái vợ em á nó thôi đừng có dở vậy. Rồi không có nên bé. Rồi cái gì mà ghét á. À, dạ. Chính vì như vậy là người ta mới nghi ngờ. Dạ. Rồi họ nói đồn đoán như thế. Dạ. Nói mình là xạo không có thật ha. Dạ. Trời đất. Mà cái cuộc á là em không bao giờ, hồi đó giờ em không bao giờ nói dốc với láo. Mà em đi đám bán số mà em nói dốc á cho trời ăn mạng em. Em không bao giờ á, vợ em á thì như vậy, em đã như vậy. Mà mình nói sao á là phải cho đúng. Chứ nói tào lao lao á, sau này con mình á có gì chuyện gì rồi sao khổ cho con mình nữa anh ơi. Dạ. Mình đừng có buồn quá, nói chung là dạ. Người ta nói thì không đúng thì người ta mang nghiệp thôi. Dạ. Mình đừng có quan tâm quá ha. Dạ. Người ta nói không có đúng thì người ta mang nghiệp và người ta mang tội thôi. Dạ. Mình cứ cố gắng làm sao mình sống tốt thì ông trời dạ. sẽ thương mà. Dạ. Anh nhá. Nên là đừng có suy nghĩ quá về cái chuyện đó. Dạ. Dạ. Yeah. Thì cũng đôi khi là cuộc sống thì cũng có người này người kia, có người ghét mình, có người thương mình. Dạ. Mình không thể nào mà làm hài lòng tất cả mọi người đâu. Dạ. Nhưng sao là cứ sống tốt đúng với cái lương tâm của mình, không hại ai là được anh. Dạ, mình không có mà người ta nói vậy rồi bây giờ cũng gán găng mình chịu đựng thôi. Mình á, mình như vậy rồi, mình khổ vậy, rồi hoàn cảnh vậy rồi chứ mình có tật cái tay dò với em bị mù vậy, có họ hai đứa nhỏ nữa rồi á, rồi giờ mất công rồi giờ nói này nói nọ rồi mất công chuyện lớn rồi này kia đồ mất công khổ lắm. Dạ. Dạ. Vâng. Từ sáng giờ anh Hiền ăn uống gì chưa? Dạ em chưa có ăn, em đi bán á, rồi em tranh thủ em bán lần hết lần em về á, rồi dạ. lần em nấu cơm lần cho vợ em ăn,
rồi em chưa có ăn gì hết á, rồi bây giờ em gán bán còn trăm mấy nữa em gán bán hết để em về. Dạ. À, hôm bữa anh chia sẻ với em là dạ, có bao nhiêu tiền là anh đưa cho vợ hết. Dạ. Thì cũng không có dám ăn dám uống ha. Dạ. Vâng. Thì giờ đấy em bán á, thì có nhiêu á thì em đưa tiền lời cho vợ em. Lặng lặng như tỷ 100 ngàn á thì đóng tiền để dành dụm á, thì trả tiền lặng lặng cho bà cô chủ đóng tiền nhà, rồi còn 100 ngàn á thì để dành cho nó mua sữa cho nhỏ rồi với cho nó ăn uống rồi. Dạ. Với vợ em ăn uống. Vâng. Dạ, rồi em xin 10 ngàn em đi uống nước là rồi đó. Dạ. À, em cũng có mua hộp cơm mà. Dạ. Em chưa có ăn đấy. Dạ. Thôi để em lấy cho anh ăn nhá. Dạ. Rồi vâng, rồi chút em mua hộp khác em ăn. Dạ. Vâng. Em cảm ơn anh. Dạ dạ, rồi dạ, để em ra em lấy cho. Dạ. Dạ dạ. Ơi thì nãy giờ Thắng cũng có mua hộp cơm tính ăn ấy, tại vì cũng gần trưa rồi mọi người. Mấy thấy ngày anh Hiển nói là chưa có ăn uống gì, thôi Thắng đưa cho anh ăn luôn. Chút nữa Thắng mua hộp khác Thắng ăn. Thôi anh. Dạ. Dạ em xin em vâng, cảm ơn. Em tặng anh hộp cơm nhé. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Thì thôi anh tranh thủ ăn đi rồi. Dạ. Mình đi bán. Dạ. Cố gắng bán nhé. Khoảng chắc khoảng 3 giờ đi. Dạ. 3 giờ thì em sẽ ghé anh rồi em thăm cái phòng trọ của anh xem như nào ha. Dạ. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn anh. Vâng. Dạ. Trời ơi. Vậy là lúc mỗi lúc mà anh ăn uống nó cũng khó khăn như này hả? Dạ. Rất là khổ luôn. Bao nhiêu năm rồi cuộc sống của anh cứ như này thôi, mình ăn uống ngoài đường ngoài chợ. Dạ. Rồi xong bắt đầu lại tiếp tục cái công việc. Dạ. Dạ. Dạ vâng, thưa cô chú anh chị, đây chính là hoàn cảnh anh Hiền. À, anh Hiền thì bị tàn tật, vợ của anh thì bị mù, cuộc sống của anh rất là khó khăn đấy, phải đi bán vé số kiếm sống qua ngày. Vợ thì đang mang bầu tháng thứ 9, không có tiền để sinh nở. Thì Thắng cũng vô tình gặp anh chị ở ngoài đường bán vé số đấy, thấy rất là tội nghiệp luôn, nên Thắng có ghi hình và hỏi thăm. Thì hôm nay Thắng quay trở lại để gặp anh cũng như là về nơi anh sinh sống xem thực tế hoàn cảnh của anh như thế nào. Tại sáng á em đói bụng. Vâng. Rồi cái em nói cô ơi, mà bán con dĩa cơm cơm phần á đừng lấy thịt nha cô. Dạ. Tại con mới có xuống xe con chưa có bán được cái gì chứ á. Bà nói á, nói thôi khỏi đi, cô làm dĩa cơm có thịt cho con ăn. Dạ. Cô không lấy tiền đâu, cô tặng con. Vâng. Rồi con em mới nói dạ con cảm ơn cô. Dạ, là lúc. Dạ. sáng sớm á ha. Dạ. Vâng. Là hôm nay anh cũng đi từ lúc 3 giờ sáng hả? Dạ. Vâng. Dạ em lội xuống dưới Tân Quy dưới á, rồi em đi xe buýt xuống dưới. Vâng. Dạ. À, như là bán em bán hết giờ nào á thì em về sớm giờ đó cho nó khỏe anh. Vâng. Dạ. Thì thôi cố gắng anh. Dạ. Cố gắng rồi mình về với vợ con một chút rồi chiều. Dạ. Tranh thủ mình đi bán. Dạ. Thì em về em tính hậu thủy với nó, sợ nó buồn á, em hậu. Vâng. Thủy cho nó vui. Dạ. Dạ. Nhưng mà em thấy anh như thế này là được. Dạ. Chứ như hôm bữa là cứ dẫn vợ đi theo thì thấy tội quá. Dạ. Đi gần thì có thể được nha. Dạ. Chứ bây giờ mà bảo dẫn vợ đi lên Sài Gòn là em thua luôn á. Dạ. Nhiều khi là sinh ở giữa đường luôn á anh. Dạ. Vâng, nguy hiểm nữa. Ảnh dạ. hưởng đến tính mạng của chị á. Dạ. Dạ. Thôi anh dạ. tranh thủ anh ăn đi rồi. Dạ. Mình đi bán tiếp. Dạ. Vâng.
Ăn được không anh Hiền? Dạ được anh. Dạ. Dạ. Vâng. Chắc là anh cũng ăn uống không có đầy đủ cho nên là cảm giác anh ăn rất là ngon, thật sự là nhìn rất là tội nghiệp mọi người ạ. Đây em gửi anh rồi em mua ủng hộ anh tại em hết dạ. Tiền lẻ rồi còn có dạ. Mấy chục ngàn em tiền lẻ. Cảm ơn anh. Dạ dạ dạ. Rồi thôi anh mình tiếp tục đi bán đi dạ. Rồi có gì em gặp lại anh sau ha. Dạ dạ, dạ. Em cảm ơn anh em dạ. Cho em hộp cơm em cảm ơn anh. Dạ 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 dạ, dạ, dạ vâng dạ. Vâng vâng dạ, dạ. Rồi con em cũng gửi lời thăm mấy chú đồ với anh chị đồ. Dạ dạ, dạ 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 con xin mẹ Vân Âm, con Tinh Hiền, vợ con Linh Linh, vợ con đang mang bầu đồ hộ cho mẹ con nó, mẹ chồng con Du đẻ ra rồi mà mẹ nó với con nó mạnh khỏe, đừng có chuyện gì xảy ra đồ hộ cho nó. Mô Phật, Mô Phật. Dạ vâng, Thắng mến chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với clip tiếp theo của Thắng. Thì clip này Thắng có đi theo anh Hiền để về căn phòng trọ của anh để tìm hiểu rõ hơn cuộc sống của anh như thế nào và khó khăn ra làm sao. Vậy là tối hai vợ chồng với lại hai bé đang ngủ dưới này anh ha. Dạ. Vâng, mà sao em thấy trong kia đồ đạc nhiều thế, đồ người ta cho hả? Dạ, người ta cho không anh. Dạ. Là có nghĩa là biết chị sắp sanh người ta cho hả? Dạ. Vậy đồ kia sao đâu phải đồ em bé đâu, thế toàn quần áo người lớn mà. Dạ, quần áo người lớn cũng có, rồi mấy đứa nhỏ anh, rồi đồ em bé đây nè anh. Dạ. Dạ. Này trọ này nó cũng hơi thấp nhỉ, nó có nóng không anh? Dạ, cũng có nóng anh. Đấy hả, đây là đồ dạ. Em bé người ta cho dạ. Anh chị ha. Dạ. Vâng. Vậy thì cũng đỡ rồi. Dạ. Đỡ một phần nào đó rồi. Dạ. Vâng. Tại em đi bán á, người ta thương á, người ta nói là có đồ xanh này, có đồ em bé chưa, nó dạ chưa có cô ơi. Mà cô miễn cho con thì con cảm ơn cô. Vâng. Rồi rồi bà mấy người kia soạn á. Dạ. Rồi cho này kia rồi cho em dạ. Ở đây dưới này là toilet rồi phòng dạ. Tắm luôn. Dạ. Rồi anh chị ơi, ra ngoài này đi cho em hỏi thăm một chút nhé. Dạ. Ra ngoài này đi cho nó dạ. Sáng. Ra ngoài này ngồi cho nó sáng lên này. Cái phòng trọ ở chỗ anh thì nó cũng vùng sâu vùng xa ha. Xung quanh thì cây cối. Rồi con trai dắt mẹ ra đi. Ngồi xuống. Rồi mình ngồi đấy ha, cho em dạ. Trò chuyện thêm một chút. Dạ. Vâng. Thì clip trước em cũng có ghi hình anh rồi. Dạ. Vâng, thì cũng được anh chia sẻ về hoàn cảnh cũng rất là khó khăn đấy. Dạ. Và điều đặc biệt hơn là vợ của anh. Dạ. Bị mẹ ruột cũng như là chị ruột xa lánh xua đuổi ha. Dạ. Vâng, thì ngày hôm nay em về đây để thứ nhất là tìm hiểu thêm về cuộc sống của anh. Dạ. Vâng. Cũng như là có một vài chuyện muốn hỏi anh nhé. Dạ. Dạ. Sao mình không mướn cái chỗ nào nó gần trung tâm cho nó dễ mua bán? Dạ, tại không có phòng á anh. Vâng. Rồi ở đây có phòng á thì nó tính ở nhà chuốc mà chợ á thì xe cộ không mà sợ mấy đứa nhỏ nó ra em đi bán không có nhà. Vâng. Mà vợ em hoàn cảnh vợ em như vậy. Rồi á nó không thấy đường vậy. Mà thì để nhà em cũng không yên tâm.
rồi tính mướn ở đây á thì cho nó thoải mái này kia đâu anh, rồi mà rồi cho mấy đứa nhỏ nó chơi vòng vòng ở đây á, thì có bà chủ nhà đầu này kia với mấy chú này hay chú này với chú thím này coi chừng giùm. Dạ 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 vâng. Ủa cho em hỏi chút là cái này anh cứ chia sẻ thật ha. Dạ vâng, em cũng được nghe thông tin ấy, thì nói rằng hai người con của anh chị đây, dạ, là bé trai lớn là không phải của anh hả? Dạ đúng rồi. Vậy thì anh có thể là chia sẻ rõ hơn để cho mọi người hiểu được không? Tại dạ, dạ tại tại thông tin cái này, ấy, nói rằng là dạ, chị là có hai đời chồng ha. Dạ, như là em kể cho anh nghe, như là vợ em á là có đời chồng trước, là có thằng lớn, mà em á thì mới sống với vợ em đây thôi 4 năm thôi. Dạ. Là có bé nhỏ này. Vâng. Dạ. Rồi với vợ em đang mang bầu nữa, là có chỉ là có hai đứa thôi. Dạ. Dạ. Rồi thằng này á, thằng lớn thì con riêng của em. À, dạ. Con riêng ha. Dạ. Anh dạ. Chồng cũ của chị bây giờ hiện tại ở đâu? Em không biết, em không liên lạc. Không liên lạc nữa hả? Vâng, nhưng mà sao ngày xưa thì anh lại bỏ chị với bỏ bé thế? Em còn không biết nữa, đi theo nhỏ khác rồi. À, đi theo người khác. Chị cũng không hỏi anh là nguyên nhân tại sao hả? Để cho nó đi đi, nó thích đi thì cho nó đi. Ừ. Nhưng mà tội nghiệp bé nè. Bây giờ cha cũng không biết cha là ai luôn. Mà bây giờ á là nó coi em như thằng này nó coi em là như là cha gục nó không à. Dạ. Dạ. Là nó không biết đó anh. Rồi á hồi nhỏ tới lớn vậy đó nó không biết. Vâng. Nói là em là cha gục của nó không à. Ồ. Ai cũng hỏi nó là em là cha gục của nó không à. Dạ. Em thấy anh là mình cũng khó khăn ha. Dạ. Nhưng mà tại sao thì quyết định yêu chị này rồi lại dạ. Nuôi thêm cả con trai riêng dạ. Của chị thế? Dạ thì tại em thì hoàn cảnh em khó khăn vậy mà em thấy như vậy rồi em không có đành nào mà làm như vậy được. Dạ. Thì gia tỷ đồng lòng á thì vợ chồng đồng lòng với con cái đồng lòng á thì gia tỷ khổ cỡ nào cũng gắng vượt qua đặng cho bớt cái đau khổ đặng cho vợ con mình. Dạ. Dạ. Dạ, thà là em cực khổ, em gắng đi bán em cực khổ, em vui vào em lo cho vợ con em. Như là đủ bản thân. Đi chơi đi. Lo bản thân em á thì em lo á thì cho vợ con em á thì em cũng mãn nguyện rồi. Dạ. Dạ. Em không có đòi hỏi gì nữa hết. Vâng. Dạ. Dạ. Như bé trai lớn này thì bình thường ở nhà có hỗ trợ anh được cái gì không? Dạ cũng em đi về á nó cũng rửa chén đồ này kia đồ tiếp cho bà mẹ nó. Vâng. Dạ. Vậy là cũng biết phụ giúp ha. Dạ. Vâng. Thì em cũng bất ngờ quá, em cũng nghe được thông tin là dạ. Nói rằng chị có hai đời chồng. Dạ. Bé trai lớn này là không phải của anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Vâng. Cô là chủ trọ ở đây ha. Đúng rồi. Vâng, thì cô cho con hỏi tại vì con cũng đang ghi hình anh Hiền đấy. Ừ. Anh Hiền mà có người vợ bị mù đó. Ừ. Vâng. Thì hôm nay con cũng về đây để con ghi hình hỏi xem là cuộc sống của gia đình này có thực tế là khó khăn hay không đấy. Vâng, thì có biết là cô là chủ trọ ở đây thì cô cho con hỏi một chút về hoàn cảnh gia đình này đi ạ. Rồi, thì cô đây là cô ở gần gũi tụi nó nhất. Thì hỏi thử con chứ cuộc sống bây giờ mà con mù nó chữa hai đứa con với chồng què mà đi bán một ngày có 200 vé số. Là 200 vé số là được 200 ngàn mà chưa trừ khi bữa nào ế thì sao. Thành thử ra cuộc sống rất là vất vả, khổ lắm. Đến nỗi mà quần áo không có xà bông giặt á. Rồi hôi quá rồi những cái phòng kế bên nó đi hết. Rồi bây giờ nếu mà cô đuổi nữa thì cũng tội lắm. Yeah. Thành cự cô giang tay ra nhưng mà nó cũng thiệt thòi cô. Nhưng mà thôi giờ cô cũng ráng cho vợ chồng nó ở lại. Thì đâu con xem xét tình hình cũng giúp đỡ chứ hoàn cảnh rất là khó khăn. Cũng nghĩ rằng là rồi không... sắp tới đây phải chữa rồi đẻ nó nè. Nó mù nó đâu có biết là ví dụ mình kế hoạch đâu. Ví dụ như mình thì mình có ăn học hay là mình có am hiểu về sách báo mình còn biết kế hoạch. Còn cái này nó mù mà. Đôi khi nó biết là có con rồi mà giờ cũng đâu có biết làm sao thì cứ chữa vậy giờ. Cái bụng tháng sau sanh rồi mà không có tiền. Cô cũng không biết sao, cô cũng giờ cô ở nhà trọ cô cũng khổ ghê vậy đó.
Vâng, thì con thấy anh này là bị tật. Tuy nhiên thì đi bán vé số lại dẫn vợ của mình đi đấy. Thấy là chị ôm cái bụng bầu nữa. Thì con cũng muốn tìm hiểu cũng như là để xem là có giúp đỡ được gì không á. Vâng, thấy rất là tội nghiệp. Mà cô mới nói với con ở khó khăn mà không có xà bông để giặt đồ luôn hả? Thì con thấy nó hôi vậy cô. Mấy cái phòng đó con thấy đâu có ai ở đâu, nó hôi quá. Đấy hả? Tại vì không phải là mua không nổi, nhưng mà cái số tiền đó để chi phí. Không phải là không có tiền để giặt, không xà bông giặt, nhưng mà có tiền về chi phí gạo thóc, rồi mắm muối tất cả. Dạ. Đúng không? Rồi, dạ. rồi tiết kiệm bên xà bông. Chứ không phải là không giặt luôn, nhiều khi lâu lâu có nghĩa rằng là lâu lâu nó mới giặt một lần đi, thí dụ gì đi. Có nghĩa là mình mặc ngày nào mình giặt ngày đó, nhưng mà anh chị này là mặc mấy ngày mới giặt. Đúng rồi, yeah. Nó cũng giặt nhưng mà mấy ngày mới giặt, hoặc là giờ thì một ngày không xà bông rồi hai ba ngày mới có xà bông. Rồi á, trong cái nhà trọ thí dụ như nếu mình có tiền thì mình mua cái rửa nhà này, hay là mình mua xà bông mình rửa thường xuyên á thì nó sạch sẽ. Còn này xà bông quần áo không có, có đâu tới cái nhà nên con vô rất là hôi hám. Dạ. Đây là thực tế, cô cũng nói bằng thực tế. Dạ. Nói chung là vừa nãy thì con cũng vô nhà thì thấy nó cũng hơi hôi thiệt. Rất hôi luôn. Dạ. Con đứng ngoài cửa mà con còn nghe hôi vậy. Vâng. Thì người ta sinh hoạt, người ta ở hai bên phòng cái bên, tất nhiên là người ta sẽ nghe. Dạ. Nghe rõ hơn con. Vâng. Thì anh nói với con ấy là đôi khi là tiền trọ cũng không có để đóng ấy, nhiều khi là phải trả góp cho cô hả? Đúng rồi, trả góp. Tại vì cô đây cũng lớn tuổi rồi mà giờ nó đâu có tiền trả liền đâu, nó phải trả góp. Mà hiện giờ nó còn thiếu cô lại là 3 tháng, mà góp biết chừng nào. Thì mình nói trên tư cách trả góp để cho nó cố gắng, hoặc là ai cho nó thì nó phụ mình. Chứ rồi nó không trả thì cô cũng phải chịu. Nhưng mà trước mắt mình để chi, để cho nó có cái sự cố gắng, hoặc là nó có cái một cái khoản tiền để nó gửi cho mình ít. Còn mình cho như vậy biết nó có đưa hay không, mà nó không đưa thì sao, cũng phải chịu luôn. Nhưng mà mình muốn nói cô còn thì con còn thiếu cô như vậy, con còn thiếu cô như vậy, con phải từ từ, nếu ai có cho con cũng gửi cho cô. Tại cô cũng lớn tuổi rồi mà buôn bán lúc này cũng ơi. Thì nó hỏi chứ rồi, nó không có tiền đóng giờ phải làm sao. Dạ, vậy là nợ cô 3 tháng rồi. Đúng rồi, 3 tháng. Vâng, là cứ trả góp vậy thôi. Trả góp hôm nay cũng chưa có trả, mấy hôm nay chưa có trả, có tuần trước đưa được 100. Vâng. Cái tuần này xấu ế quá. Mà càng ngày kinh tế nó càng ế quá đi. Nên thành thử ra. Vậy là nợ thiếu cô là từ đợt dịch hả hay là như thế nào cô? Mới đây thôi. Vâng. Tại vì đợt dịch đó ở đây rồi xong rồi cái hết dịch đó thì cũng có người ta hỗ trợ rồi cái nó cũng trả cho cô được. Rồi cô cũng cho phần nào, dịch thì cô lén 50% thôi. Đúng không? Dạ, cô lén 50% thôi. Tại vì mà cô dư giả thì cô cho hết, còn này thì cô cũng bớt một nửa tiền. Thì á. Dạ. Tại vì cô cho nó ở là cô ảnh hưởng, cô mất mấy phòng rồi, đó là công đức của cô rồi. Vâng. Đúng không? Thì giờ cái này cô bớt thôi. Cô cũng thiệt thòi nhiều quá mà thôi kệ. Cô thờ phượng nè, cô nói thật bằng sự thật, nó không ăn nhậu đâu. Nhưng mà con biết sao không, nó đi nó phải đem tiền về vợ cho nó đủ, là có nghĩa là như nè, thí dụ như 200 tờ giấy số là lời được 20 ngàn, là nó sẽ đưa 20 tờ cho vợ nó ở nhà đi bán, rồi đi mua đồ ăn cho con. Tại vợ nó nay là bị bệnh, bị sắp sanh, nó mệt đó. Rồi nó đi bán, tất nhiên là nó không có chừa đồng nào nó ăn hết. 180 kia là mất để trả tiền gốc. Lời 200 tức là đưa cho vợ 20 tờ rồi nè. Vâng. Cái lời đưa cho vợ đi bán, ở nhà đi bán mua đồ ăn cho mấy nhỏ. Rồi nó còn lại 180 tờ đi bán tối ngày về trả cái gốc lại. Thì thí dụ như đi đường, thí dụ con cho thì uống vậy đó. Tôi cứ thấy nó dần nắng hay gì thì con ăn ổn mì thì con chia sớt một nửa. Thì nó ăn bên ngoài là vậy đó. Thật sự thằng này không có nhậu, cô phải nói đúng. Nếu mà nó nhậu là cô không có thương, nhưng mà thật sự nó không có nhậu. Yeah. Nó rất là thương cũng vợ. Hiền lành cô ha. Hiền lành, rất là thương vợ con. Vâng. Mà chị này thì lại là hai đời chồng nữa, nhưng mà vợ, anh vẫn thương. Vẫn thương là tại vì nó nghĩ là nó là cái cô này làm chồng trước cũng làm mù. Mù với mù nhau chắc có lẽ nó cũng khó khăn hay sao, cái đó mình không có biết. Nhưng mà khi gặp cái ông này thì
ông này mới thương cô này. Thì cái ông này cũng nghĩ là mình tàn tật quá, thì bây giờ chắc ra xã hội cũng không ai thương mình hay là thế này thế kia vậy đó. Thôi thì ai cũng có tật thôi, ở nhau để mà dựa qua dựa lại vậy đó. Vậy đó. Thế cũng vô, khi mà vô ở với cô thì cô thấy ông chồng này thôi, ngoài ra cô chỉ nghe nói ông chồng trước chứ cô không thấy ông chồng trước là ai. Dạ. Cô nói đây là cô nói bằng sự thật. Thì theo cái hoàn cảnh này là cô thấy các nhà hảo tâm là chắc chắn là giúp rồi. Tại vì cái nhà mà nghèo neo đơn là người ta đã cho, mà huống chi cái này khiếp thị là không thấy đường là một cái khó khăn rồi, nó tối đen rồi. Đó. Rồi chồng lại tàn tật, chứ mà thí dụ như cái con nhỏ này mà nó không thấy đường, mình chồng nó mạnh mẽ thì nó cũng đỡ phần khó khăn. Nhưng mà cái này có thằng này nó có tật, nó đi nó nhảy nhót nhót, nó đau cái giò nó đó, đôi khi có bữa bé không được. Dạ. Đó. Rồi mình cũng xót xa, nhưng mà cô giúp phần đó thôi. Cô giúp hai cái phòng cô là cô đã mất một tháng, là cô tính một tháng là gần 2 triệu bạc cô rồi. Vâng. Đó. Thì cô ơi, con cũng có nghe được một vài cái thông tin, thì không biết là như nào, thì người ta nói với con ấy là chị này chị xạo không phải có bầu giả, thì qua đây thì cô có thể nói một câu nào đó để xác nhận rằng là chị không, này có bầu tội thật. Lắm nếu mà người nói như vậy là tội lắm con ơi, tội lắm. Dạ. Tội lắm nếu mà người nào nói cô này bầu giả là tội lắm. Cái bầu người ta trời ơi, bụng sắp xanh đi mà nói như vậy tội chết, mình không giúp được ta mà nói vậy là không tội lắm. Yeah. Bầu sắp sanh cuối 30 tháng 4 sanh, tại vì đi chụp hình đi siêu âm về á, thí dụ như mỗi lần đi mà không có tiền xe, đôi khi cũng có mượn tiền của cô để đi siêu âm, rồi không có biết chữ á, rồi nhờ cô coi giùm là con trai con gái, rồi cô mới biết là người ta chuẩn đoán là khoảng cuối tháng 4. Cuối tháng 4 tất nhiên là còn 20 bữa nó sanh thôi. Cái này là cái bầu thật sự, nhưng mà nếu người nào mà nói bầu giả là mà con nghe theo là con mang cái tội luôn. Yeah. Nhưng mà thực tế thì theo cái mắt con nhìn thì không phải giả, tại vì con cũng muốn hỏi cô, thì cô là người ở gần đây đấy, mình nói một câu để cho mọi người tin hơn đấy đó. Thì con cũng nói bằng sự thật. Yeah. Chứ nếu mà mấy người kia mà người ta giả mạo hoặc là người ta lười biếng đó, cô cũng không thích đâu, đúng không? Vâng. Chứ con, cô hỏi con á thì một ngày có 200 rồi gạo thóc rồi mắm muối rồi bệnh đau rồi sữa sùng, cái thằng bé nhỏ còn uống sữa nữa đó. Rồi những ngày rồi ấy rồi phải ôm nó đi đâu đi vô khoảng nào, thì đương nhiên là rất là hụt, không có dư được, không thể dư được. Vâng. Rồi các nhà hảo tâm cho là cho gì nè, thỉnh thoảng lâu lâu thí dụ như có lễ lớn hoặc là có rằm lớn, cũng như Phật đản hay là Tết hay những cái ngày lễ lớn đó, thì các nhà hảo tâm cho thí dụ như gạo rồi mì, thì bất quá thì nó no đủ thời gian thôi chứ nó đâu có suốt đâu. Chứ mà nghe người ta là không có đúng đâu, cũng tội lắm. Cô là chủ nhà trọ ở đây nè, cô nói một cách chính xác rõ ràng luôn. Dạ. Yeah. Cô nói bằng sự thật, bán bao nhiêu cô nói bao nhiêu, cách sinh hoạt như thế nào cô cũng nói rõ. Vâng. Cô nói rõ. Dạ. Yeah. Rồi con cảm ơn cô nhé. Rồi. Dạ, dạ, vâng ạ. Thì mong các nhà hảo tâm cũng như rộng lòng thương xót á, để mà nhỏ giọt cho nó sanh được, cả giúp cho nó cái lúc mà nó khó khăn như vậy, bầu bì đi bệnh viện. Thí dụ như bây giờ có bầu phải nhờ người ta chở, thì tất nhiên phải có tiền đổ xăng ta mới chở, phải không? Vậy á. Rồi mà đi bầu đâu phải là đi không đa được, rồi phải đi bằng xe kia, mà xe kia biết người ta có chở không nữa, rất rất là khó khăn. Khi mà như vậy là phải cần có tiền nhiều, đôi khi người ta không muốn chở thì con phải có tiền nhiều ta mới chở. Vâng. Đó, thành thử ra cô thấy trong giai đoạn này nếu mà các nhà hảo tâm mà thấy cái bụng của nó như vậy với nó mù như vậy là chắc chắn là xót lắm thiệt. Không biết nó ra sao mà cũng mong, cô cũng mong là cho nó sanh một cách bình yên á. Sanh một cách bình yên cho nó đừng có cái gì, cho nó suôn sẻ, chứ nó trục trặc cô không biết khoản tiền đâu ra nữa. Yeah. Trong những ngày vợ nó sanh thì cô cũng không biết là những đứa cháu ở đây như thế nào nữa. Thí dụ như nó có để gạo đổ đồ ăn cá hộp hay cái gì thì cô cũng
nấu cơm mà phụ hay cho nó ăn thôi, chứ cô cũng khó khăn, con thấy không? Cô cũng lớn tuổi rồi, thì cô cũng riêng của cô. Việc riêng của cô nè, rồi cô cũng cho phần nào đó, cô cho như vậy là một tháng cô hết 2 triệu rồi. Vâng. Hai phòng kế bên là 2 triệu rồi. Ta ngồi nè mẹ. Ôi, mẹ. Dìu mẹ luôn ha. Trời ơi. Nãy giờ em cũng có hỏi cô chủ nhà đấy. Dạ. Dạ. Em cũng muốn tìm hiểu thêm cái cuộc sống quanh hàng ngày như nào đấy. Dạ. Có hỏi cô chủ nhà một chút. Dạ. Vâng. Thì anh cho em hỏi là mình có mấy người anh chị em? Dạ thì có một người chị, thứ hai con gái. Rồi em thì 5 người anh trai, 5 người anh trai, 1 người gái. Dạ, em là người thứ 6 nhà. Dạ. Dạ, thì không biết là anh khó khăn như này, nhưng có khi nào mà phải gửi tiền về để phụ giúp cho ba mẹ không? Tại anh chia sẻ với em là ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, không làm được gì á. Dạ, mà tại em không có tiền á, để gửi cho cha mẹ á. Rồi mấy anh em á, thì đi làm á, thì có tiền á, thì gửi về cho cha mẹ. Thì em thì không có tiền, thì em cũng điện hỏi thăm cha mẹ thôi. Dạ. Vâng. Tại em hoàn cảnh khó khăn á, thì em không có tiền để về ghế cho mẹ. Thì em thì không có tiền, thì mấy người anh thì có tiền, với mấy em thì có tiền. Thì ghế cho mẹ được, thì cho em thì không có tiền, rồi mới ghế điện hỏi thăm rồi cha mẹ, rồi cũng vui rồi. Dạ. 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 Clip trước anh có nói với em ấy rằng là vợ anh ở ngày xưa là ở mái ấm ha. Dạ, tại biết sao không? Tại mấy người anh á, Tích Nghĩa ảnh làm mai qua cho em á. Vâng. Dạ, rồi em mới nói chuyện qua lại, rồi nó nói trong mái ấm đi bán số vậy đó. Rồi em mới nói thôi bây giờ để nữa anh đi lên, anh bán phụ tiếp em này kia rồi mướn nhà trọ bán đi. Ra đi rồi anh muốn gì trò anh bán phụ tiếp em. Dạ. Yeah. Dạ. Xong nào bây giờ là bây giờ là tình, nếu mà như thế thì anh phải nuôi người ta đúng không? Yeah. Bây giờ phải cố gắng cày và nuôi người ta chứ sao? Dạ. Yeah. Tại vì chị bây giờ mù như thế này mà. Dạ. Yeah. Lại đang có bầu nữa. Dạ. Yeah. Ừ. Có khi nào mà mình hối hận vì cái câu nói đó không? Dạ không, tại em thấy rồi em mới lên đây rồi nghe nói vợ em hoàn cảnh như vậy. Rồi em á, rồi á đau xót lắm, em nằm suy nghĩ đây, em buồn lắm. Rồi em không có đành nào bỏ vợ em được. Dạ. Dạ. Thì lỡ sống rồi á thì vợ chồng á khổ thì cứ chung sống khổ chứ sao giờ. Dạ. Vâng. Dạ. Tại vì chắc là chị cũng thương anh á nên rời cái mái ấm đó để ra ngoài theo anh ha. Dạ. Vâng. Chị ơi, sau khi mà đi với anh đi ra ngoài đó để sinh sống thì bây giờ có với nhau 2 người con rồi, có khi nào mà mình hối hận không? Dạ không. Không ha. Chị thương anh nhiều không? Nhiều. Nhiều. Chắc là cũng may là có anh. Dạ. Khi nào cũng động viên cho chị ha. Dạ. Thì bây giờ là mẹ bỏ rồi, chị cũng bỏ. Dạ. Dạ. Thậm chí là chồng trước cũng bỏ luôn. Dạ. Vâng. May là gặp anh, bây giờ anh ủng bọc. Dạ. Vâng. Thì em cũng thì đi bán về nó cũng đau buồn á, rồi em cũng quan tâm nó, thì em cũng nói thôi đừng có buồn, cha mẹ lỡ vậy rồi thôi đừng có buồn, có anh bên cạnh em là đủ rồi. Thì anh á thì không có anh á thiệt, thà là anh chết anh mới bỏ em thôi, chứ bây giờ anh còn sống chứ anh không có bỏ em đâu, với con đâu. Khổ anh cũng gán chăm sóc cho em nào với con. Dạ. Dạ. Còn với cá nhân anh thì ba mẹ. Dạ. Ba mẹ là vẫn thương anh ha. Chứ không phải ruồng bỏ gì anh đúng không? Dạ. Vâng. Và mặc dù anh cũng bị tật nguyền đấy nhưng mà ba mẹ vẫn thương. Dạ. Vâng. Rồi cha mẹ em á, thì cũng điện hỏi thăm em. Rồi với mấy đứa nhỏ. Rồi với vợ em. Dạ. Bà khó khăn thiệt mà bà không có lên được. Rồi bà cũng điện hỏi thăm vậy đó anh. Dạ. Vâng. Nãy em cũng có nói chuyện với cô chủ nhà. Dạ. Cô chủ nhà nói một câu với em như thế này. Dạ. Nghĩa là anh cũng chịu khó. Dạ. Một ngày mà bán 200 tờ. Dạ. Đó là mình lời 200 ngàn đúng không? Dạ.
là mình đưa hết cho vợ luôn. Dạ. Không có giữ lại một tờ nào cho bản thân luôn. Dạ. Thậm chí là không có dám ăn dám uống gì cả. Dạ. Mình đi bán ai cho, ví dụ người ta có thương người ta cho mình ly nước mía hay là đồ ăn thì mình ăn thôi. Dạ. Ồ. Rồi em bán về cái hết tiền mới tiền số đó. Với số đó rồi cái 200 tờ đó thì là được 200 ngàn. Thì em lấy 200 ngàn đó rồi em đem về cho vợ em. Dạ. Vâng. Dạ. Rồi em nói thôi giờ em ơi, nữa có tiền lẻ không cho anh xin 10 ngàn. Lặng sáng anh mua cà phê đó, lặng anh uống, lặng cho tỉnh táo, lặng anh đi bán á, buôn nó dễ á. Dạ. Yeah. Dạ, rồi em lấy 10 ngàn thôi. Chứ em lấy nhiều. Dạ. Tại hoàn cảnh khó khăn á anh. Vâng. Rồi em lấy nhiều. Dạ. Một ngày là chỉ được phép 10 ngàn thôi ha. Dạ. Nói chung là em nhìn thấy anh thì em cũng biết rằng chắc là anh cũng thương các con, với lại là dạ, thương vợ của anh á. Bao dạ, nhiêu là mình dành dụm hết cho các con dạ cái ha. Dạ. Bao nhiêu là mình dành dụm hết cho vợ cho con. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải giữ cái sức khỏe. Dạ. Mình cũng phải ăn uống điều độ vào. Dạ. Chứ bây giờ mà anh tiết kiệm quá, anh không ăn, anh nhịn. Dạ. Anh nhịn rồi anh để dành tiền cho vợ ấy. Dạ. Thì đó là một cái điều tuyệt vời rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình không ăn, không có đủ sức khỏe, anh bệnh, anh ốm ở đó thì dạ, không có đi làm được. Dạ. Thì khi đó thì mình sẽ càng khó khăn hơn. Dạ. Vâng. Tại vì anh bây giờ là trụ cột mà. Dạ. Dạ. Thì hôm nay em cũng muốn xuống để ghi hình cũng như là xem dạ thực tế cái cuộc sống của anh ở phòng trọ như thế nào. Dạ. Vậy là chị còn dạ đúng nửa tháng nữa là sinh chị ha. Dạ. Vâng. Rồi mình tính sinh ở bệnh viện nào chưa? Dạ. Mình biết sinh ở đâu chưa? Chắc là trên Bến Xúc nó gần hơn. Dạ, tính lên Bến Xúc nó gần đó anh. Bến Xúc là ở đâu ta? Dạ, Bến Xúc ở đây đường này nè, đi thẳng lên trên kia Bến Xúc cho anh. Dạ. Vâng. Dạ. Chị là hai lần sinh mổ rồi, thì chắc chắn lần này sẽ mổ nữa đó. Dạ. Vâng. Rồi sinh xong bé này thì có tính mai mốt lại làm thêm bé nữa không? Dạ không anh. À. Sinh nhiều chút để cho mai mốt mấy bé nuôi mình. Dạ nhiều được anh ơi. Dạ. Tại hoàn cảnh mình khó khăn rồi. Rồi mình nhiều quá thì không điều kiện lo cho nó được á anh. Vâng. Dạ. Tính cho nó hai đứa đồ nặng cho nó anh em có anh em đồ. Dạ. Cho vô nhà vô cửa bé rồi. Bé này dạ là bé gái hả anh? Dạ. Ồ, tuyệt vời luôn ha, hai bé dạ trai với lại một bé gái. Dạ. Vâng. Vậy là anh có lộc á. Dạ. Có cả trai cả gái luôn á. Dạ. Nói chung là mình khó khăn nhưng ông trời cũng thương. Dạ. Vâng, cũng mong sao là các bé sau này còn lớn ấy. Dạ. Sẽ được học thành người rồi dạ phụ giúp cho anh chị. Dạ, em cũng cảm ơn anh. Dạ. Vâng. Cũng cho vợ em đồ với con cái em á vui vẻ mạnh khỏe là em mừng rồi. Dạ. Dạ. Nhiều lúc mà em cảm nhận anh cũng muốn khóc lắm đúng không? Dạ thì em cũng gắng em cố gắng lên nặng em cho vợ con em á thì vui vẻ rồi với mà con cái em vui vẻ. Nhiều khi mà mình dạ khóc nữa hay là mình yếu mềm thì vợ con cũng buồn theo ha. Dạ. Vâng. Em cũng hiểu mà, ơi khi dạ anh là con trai mình là trụ cột trong gia đình mình cũng phải dạ cố gắng mạnh mẽ mặc dù là mình cảm thấy buồn đấy. Dạ. Thì em buồn á thì em để trong lòng mà em không dám nói ra mấy cho vợ em. Thì nói ra thì mới công á vợ em đầu này kia đầu nó buồn nó khổ nữa. Dạ. Ảnh hưởng với mấy con nữa. Dạ. Dạ. Đúng rồi, cũng sắp sinh rồi mình cũng phải vui vẻ lên. Dạ. Thì con sau này mới khỏe được. Dạ. Chứ mình mà cứ buồn rồi khóc cứ nghĩ về những cái quá khứ ấy thì cũng dạ không hay đâu chị ha. Hiện tại là chị cứ phải vui vẻ lên nhá. Chứ lúc đầu em gặp chị là chị thấy chị khóc rồi chị nhắc về cha mẹ chị buồn. Em đi bán về á rồi em nó thấy nó buồn á. Em khiều nó, em chọc nó. Rồi cái em chốt nó. Vâng. Dạ rồi nó hỏi ai vậy? À, vậy hả? Em mới lên tiếng. Em nói anh nè. Mỗi lúc mà thấy chị buồn buồn là anh hay chọc chị vậy ha. Rồi có lúc đó có sợ không? Có sợ là người lạ tới làm gì không? Nó em đi bán á. Em đi bán rồi cái nghe tiếng dép ấy anh. Vâng. Rồi nó rồi cái nó cảm giác vậy đó. Rồi nó nói mấy đứa nhỏ nói ba mày về kìa. Dạ. Rồi cái em đứng trước cửa em thử rồi nó sao. Rồi cái nó cảm giác nó anh. Dạ. Nó không thấy đường thiệt mà nó cảm giác nó nói
ba mà đứng trước cửa hay gì kìa. Rồi thằng nhỏ này nó chạy ra, nó ba về mẹ ơi. Không nhiều khi chứ không phải ai đâu. Sống chung với nhau lâu rồi, nhiều dạ. Cái bước chân của anh chị cũng có thể cảm nhận được mà. Dạ. Vâng. Dạ. Rồi giấc chiều á, rồi chẳng khoảng 5-6 giờ á, thì em đóng cửa lại, sợ mũi vô á anh, sợ cắn vâng. Mấy đứa nhỏ á. Thế ha? Dạ. Xung quanh thì cây cối nói chung là nó cũng tùm, chỉ dạ. Cắn ở đây là mũi nhiều rồi. Dạ. Vâng. Thế em thấy trong phòng của mình cũng không có cái gì hết trơn nhỉ? Dạ. Không có cái gì đáng giá cả, tủ lạnh không có, dạ. Tivi không có, dạ. Không có bất kỳ một cái gì luôn. Dạ, thoải mái chứ, chứ bây giờ tủ lạnh đồ rồi này kia đồ tiền đâu này kêu tiền điện này tiền không điện có tiền nổi, ha. Dạ đóng không có tiền đóng. Dạ. Rồi em cũng không ước cái đó. Dạ, chỉ là em muốn nhà trọ em đi bán số vậy đó, rồi cái đi về rồi đốt đèn đồ rồi ăn uống đồ ngủ thôi. Dạ. Vâng. Cũng chỉ là quay quần bên vợ con là mình cảm thấy vui rồi. Dạ, dạ. Thì em cũng không cần gì giàu sang hiếu quý gì hết á, mà chỉ là nghèo khổ vậy chứ. Bây giờ nghèo khổ, vợ chồng á sống nghèo khổ mà miễn vui vẻ đồng lòng với nhau được rồi. Dạ. Dạ. Rồi anh tính cuộc sống của mình chẳng lẽ cứ như này hoài hả? Có bao giờ mà nghĩ là một vài năm nữa sẽ về quê lại không? Dạ thì em tính em không có về quê, em tính ở đây bán số gì đó anh. Dạ. Đừng chạy sở rồi. Chạy ghé thì cứ bán hoài tới già vậy hả? Dạ. Thì hôn hỷ với vợ con em là em cũng vui rồi. Vâng. Dạ. Khổ cái là bây giờ như anh thì cũng không làm được công việc gì. Dạ. Ví dụ như mà tay chân anh khỏe thì anh có thể lao động được, anh dạ. Trồng trọt gì đó ha. Dạ. Bây giờ chỉ có bán vé số thôi, dạ. Khó. Thì mà em về dưới quê á, thì không có làm gì được. Thì em mới lên đây, em mới bán vé số vậy cho đỡ, dạ. Cho đỡ cho cha mẹ rồi. Vâng. Dạ. Rồi gia đình anh có ai mà bán vé số như anh không? Dạ, không có anh. Dạ. Vâng. Dạ, có mình em là có tặc thôi, với tay giò thôi, chứ mấy người anh rồi với mấy người em á, thì với chị á, bình thường, dạ. Vâng. Dạ. Em cũng nhận được một vài cái thông tin. Dạ. Có nói rằng là vợ của anh ấy, bầu giả, không có đúng sự thật. Dạ. Thì qua cái clip này anh có muốn nói lời gì để cho các cô chú hiểu hơn, tin mình, vợ của mình đang mang bầu thật sự? Dạ. Thì con á, con gửi lời thăm cô chú với anh chị mà vợ con á thì có bầu thực sự mà người ta thì ghét con của con rồi á, thu khống là nói là bầu giả, mà có cuộc là con á, con nói đâu ra đó, con nói bầu thiệt mà con có dở cái bụng lên cho ảnh á, có quay cái clip của con nói là thật thật. Mà cái bầu này là tươi thật chứ không bao giờ giả. Mà miễn con nói dốc á, là con chết liền. Con á, không bao giờ nói, hồi đó giờ con á, là không bao giờ nói dốc láo gì hết. Mà cô chú, anh chị phải tin con, giúp đỡ cho con. Thì con cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ. Thế thì cũng mong sao là các cô chú xem được clip của Thắng ấy, để Thắng chèn cái hình ảnh mà chị mang bầu thật sự cho mọi người xem. Nhưng đôi khi mà mình nói như vậy thì cũng tội nghiệp cho chị, tại vì chị cũng tàn tật, cũng là một người mà bị mù lòa đấy. Thực tế là chị đang mang bầu tháng thứ 9, còn khoảng chục ngày nữa thôi là chị sẽ sanh. Thì cũng mong sao là các cô chú nếu xem được clip ấy, thì cũng thương, ủng hộ, giúp đỡ cho anh chị. Mà vợ con đang mang bầu thiệt chứ không có mang bầu giả, miễn cô chú phải tin con, chứ con á, thì đi bán số thì chứ con không có nghe tại mấy người kia thì ghét con của con rồi nói vậy, rồi nhờ cô chú á, xét giùm cho con rồi á, cô chú á, lên coi clip này sẽ xét giùm cho con, chứ bây giờ á, thì như vậy rồi con không biết nói sao. Anh có dám chắc chắn tất cả những lời nói của anh là hoàn toàn sự thật không? Dạ con á thì chắc con nói thiệt chứ mấy cô chú là con chắc chắn mấy người đó là như vậy rồi ghét con như vậy
rồi nói như vậy, rồi bây giờ nói bầu không có bầu dạ, bầu mà cục á thì vợ con đang mang bầu thiệt, mà miễn á, miễn con á, con nói dốc á, con đi bán số, con ra đường á thì gặp người xui rủi đó, là con bất cứ lúc nào thì con không có nói lời nói dốc cô chú đâu, thì cô chú á cái bầu vợ con á bầu thiệt chứ không bao giờ bầu giả, con dở bụng cho cô chú coi là cái bầu này là bầu thiệt, chứ là con không có nói xạo với cô chú. Yeah. Rồi cô chú phải tin con, tại con nghèo khổ, con nhờ cô chú giúp đỡ giùm cho con, hoàn cảnh con khó khăn vậy. Rồi, mà đi anh, kéo xuống đi. Dạ. Dạ. Con á, con nghèo khổ thiệt, con không có bán rẻ lương tâm của con đâu, con nói là sự thật, cô chú phải tin con cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ. Thôi thì nói chung là cũng có thể là người ta quan sát chưa kỹ hoặc như nào đó. Dạ. Tưởng mình là không phải. Mình cứ cố gắng lên anh ha, đừng dạ. có quan tâm quá nhiều ha. Dạ. Thì hôm nay em cũng xuống để ghi hình cũng như là chia sẻ cho mọi người hiểu rõ hơn cái dạ. hoàn cảnh của anh, thực tế dạ. chỗ ăn ở của mình như thế nào. Dạ. Vâng, chúc anh với lại chị sẽ gặp nhiều may mắn ha. Dạ. Có gì là mẹ tròn con vuông sắp tới sinh nở sẽ được tốt nhá. Dạ. Gặp nhiều may mắn ha. Dạ. Vâng. Dạ thì qua clip này thì Thắng cũng rất là mong các cô chú trong và ngoài nước xem được clip của Thắng thì cho Thắng xin một like, một chia sẻ trên Facebook, Zalo. Cũng mong sao là các cô chú mạnh thường quân nếu mà đủ duyên hoặc là muốn phát tâm có thể là liên hệ với Thắng nhé. Dạ, thì Thắng cũng xin phép là kết thúc cái clip này ở đây ạ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi và hẹn mọi người ở những clip sau ạ. Em về nhé. Dạ, 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 cảm ơn anh. Dạ. Rồi, em với lại thăm anh rồi với mấy chị rồi với mấy cháu giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi em có lời thăm mấy chú bác giúp đỡ cho em gần xa. Rồi cái lời thăm chú bác anh chị. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi, em chào dạ. anh nhé. Dạ, dạ dạ, có duyên thì em sẽ gặp anh sau nhé. Dạ dạ, dạ rồi ạ.